buổi tối hôm nay được kết anh ca nhạc sĩ và các ca sĩ đã nhận lời mời của hội thánh nhỏ bé này và bắt đầu chương trình để ca nhạc buổi tối hôm nay. Anh Quý Dự sẽ tôn vinh Chúa một bài thánh ca và từng khúc. Rồi xin kính mời. Dạ, xin kính chào Hội Thánh. Dạ, xin kính chào Hội Thánh. Nhân dịp mùa lễ tạ ơn trong 2023, quý vị gia đình quý vị rất là hân hạnh được tham dự một lễ tạ ơn ở Hội Thánh Rạp Soi. Lần đầu tiên thì đến đây thấy không khí rất là ấm cúng và để tỏ lòng biết ơn Chúa về những gì mà ơn Chúa đã ban cho chúng ta trong suốt những năm qua, thì dự xin hát tôn vinh Chúa qua bài thánh ca mà do chính dự viết là bài Tình Chúa Rạng Soi. Thank you.
mai rạng soi.